Oklahoma, Eurotonic Fullness, Florida E, Oklahoma, Alma, Rogan, Oklahoma, Zoconta, Isa, Somro, Oklahoma, Harry, Zoconta, Oklahoma, Isa, Rogan, Army, Donna, Eurotonic, Isa, Alma, Oklahoma, Donna, Alma, Alo, 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 1, 2, 3, 4, tay mic, alo. Và như vậy xin được gửi chào đến toàn thể những khán giả đang có mặt trên kênh chia sẻ nắng trong buổi chiều ngày hôm nay nhá. Đây cùng đến với kèo đấu solo giữa game thủ U98 và game thủ Xuân Thứ. Sẽ đánh hai thể loại trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là thể loại random và một thể loại là đánh map medit anh em nhá. Đánh tự do map medit. Mỗi thể loại đánh chạm 5 nhá anh em nhá. Ok, hello tất cả anh em khán giả đang theo dõi livestream trên kênh Chim Sẻ Nắng nhá. Chơi solo Pau đi à? Pau là cái gì nhỉ anh ơi? Chào anh Quản Thiện Thương nhá, hello anh. Và 98 trận này cầm xem, phía kia Xuân Thứ là người cầm con Minoan thôi. Rõ ràng thì đây là con cửa trên dành cho game thủ U98 rồi. Ở đây sẽ là cơ để cho game thủ U98 để bằng nâng tỷ số lên 1-0 anh em nhá. Kèo hôm qua mình thắng bao nhiêu chỉ lắm nhỉ? Gì chiều quá? 84 đúng không? 84, mình bị đối phương dẫn trước 4-2 xong bật lại 84 ấy. Ok ok, thì mình sửa kết quả hôm qua cái không thấy đâu. Giờ thấy ok sao quay mặt. Hôm nay sao quay mặt người khác. Like kênh đây, để 98 được, không thì anh tắt cam đi thôi, không sao cả mọi người nhá. Nãy định like kênh Vitamin chưa kịp tắt cam nữa. Đây là 28/36 thôi, được bài đấu cầm xem trong tay của game thủ U98 này. Ngựa giò đang di chuyển lên rồi, nhà Minoan của Xuân Thứ đánh chém trận đấu này và nhà vị trí góc 5 giờ. Hãy xem khả năng phát triển tốt, khả năng lên đời sớm. Map Medit là cái map nó cái hồ ở giữa và có khá nhiều cá nhá. Mà có map này nó sẽ có hai đường sang, mà có map chỉ một đường sang thôi. Đánh tự do, đánh map medium nhỏ nhỏ, đánh quẩy cái các thứ. Chứ cũng khá nhiều chiến thuật hay và dị. Đấy, tính chất quân nó không còn kiểu là bị lệch như kiểu đối ba không thành nữa anh em nhá. Là còn cho son nhưng nó vẫn là khỏe. Được hai dân đang xây nhà quân của game thủ Xuân Thứ. Xuân Thứ là người gõ một luôn. Chiến thắng dành cho 98 trong trận đấu đầu tiên. Tỷ số là 1-0 ở trong nội dung random. Chúng ta cùng bước sang với trận đấu thứ hai ngay sau đây rồi. Anh em khán giả đang xem live đừng quên cho em xin tân like video nhá. Mọi người ơi. Xin chào gần 800 anh em khán giả đang theo dõi livestream này. Mọi người đang xem live cho em xin tân like video nào. 51 lượt like. 51 lượt like video. Đấy, mọi người đang xem rảnh tay thì có thể cho em xin một tân like đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yes. 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 Start the game already. Còn đây là bài đấu cầm con Egypt trong tay của game thủ U98 Quân. Như vậy là Pơ và Egypt à. Phía kia thì Xuân Thứ là người cầm Pơ em nhá. Kèo Egypt và Persian đối đầu với nhau. Quân thì cũng chung là đánh được em nhá. Bên kia Persian là Quân có lợi thế ép đời. Có thể lên đời sớm đột biến. Đó nói phía này thì Egypt có con cung R khá là tuyển anh em ạ. Đơn vị cung R nó tương đối tuyển. Ok, qua lại trận đấu này rồi, sorry mọi người rất nhiều. Đây là bài hiệu đầu tiên của 98 này, mình sẽ tiến hành đưa về ngay sau đây. Đôi voi nó luôn rồi anh em ạ. Bài này con Persian mà không có đột biến thì khá là thơm dành cho đội Egypt nha. Vì Egypt là đội quân có phù thủy tuyển đầy đủ công nghệ với tầm xa 10-3 nữa. Đấy, đánh lạc đà thủ P và chuyển sang đơn vị cung R nữa thì khá khó dành con Persian nếu một cái bài Persian không đột biến ở trong trận đấu này nhá. Nhưng đám đang đưa bài hiệu đầu tiên mình về với nhà chính rồi. Sau đó thì câu nốt đôi voi ở phía ngoài về. Bài hiệu đầu 98 là 6 con đúng không? Hiệu đầu tiên 6 con nó cũng khá là ok. Thêm một đôi voi nữa là bài này. Ui à. Bài 5 voi dành cho game thủ U98 nhá. Đấy rồi anh em ạ. Đồ ăn để ép đời đây rồi. Đấy thì không nhầm ở chỗ đôi voi bên trên kia vẫn còn một bầy hiêu nữa cơ. Đấy, còn bầy hiêu ở phía trên nữa. Đồ ăn đủ dành cho game thủ U98 tập trung ép đời thôi. Tập trung ép đời thôi anh em nhá. Này anh được cầm kiếm rồi kia nè. Ông nào xem không có mình chỉ có ra đảo à. Anh Phan Tuyến cầm kiếm là sao?
Này anh được cầm kiếm rồi kia nè, ông nào xem không văn minh chỉ có ra đảo à? Khả năng cao là cầm cái quyền ban đúng không? Khả năng cao được quyền ban đúng không? Đúng rồi anh Mạnh Tuấn ơi, chuẩn rồi đấy. Ai cũng như anh thì có phải hay không? Nhưng mà đời nó không như vậy anh em ạ. Rồi đây là con voi vâng, đầu tiên đưa về nhà chính. Bài nói chung là cũng mắc binh rồi anh 98 rồi anh em ạ. Đồ ăn như vậy là mắc binh rồi. Với hiệu đầu 6 con nữa, 5 con voi nữa. Câu được hết về thì quá thơm luôn. Nên đời thì nói chung là con Persian vẫn là quân có ép lợi thì ép đời thôi. Nó có nhiều hiệu voi, nó vẫn lên sớm hơn so với Egypt được. Kể cả bài Egypt có 5 voi, 5 voi. Nếu mà để con Persian nó có nhiều voi, nó vẫn lên sớm nhá. Nhưng mà với cái bài Egypt này thấy thơm thơm anh em ạ. Bài không phải là bài xấu, bài đẹp này ta có cơ hội để giành chiến thắng trước con Persian phía bên kia. Chào anh cún con say sữa nhá. Đấy, hai voi nữa về, đang con voi rất mượt mà đến từ viên thủ 98 ở trong trận đấu này. Bài này cân cả xe luôn á. Thằng BLV này nói giọng rất bố đời. Không như những BLV khác kiểu đạm. Em cũng chả hiểu em nói giọng bố đời ở đâu nữa anh ạ. Nhỏ bố đời ở đâu nữa. Chịu luôn. Nhờ những ông, những thằng bình luận viên nó chửi khán giả thì nó là bố thiên hạ, bố gì. Đây là 25/28 anh em nhá. Chuẩn bị đóng nhà điều kiện thôi. VM. Và đây là BL dành cho U98. Xuân Thứ là người lên đời sớm hơn với 23 nông dân của Persia. Được đấy anh em ạ. Chào anh Nguyễn Nguyên nhé, hello anh, em đây anh ơi. À, giải tháng 5 nhá, đối phương là người dâng lờn ở đây rồi. Đang xây thêm nhà gì đó nữa ở đây, đến từ game thủ Xuân Thứ. Thứ cũng đang chỉ ở đời 2 thôi, chưa lên 3 nhá. Đây là một chiếc nhà BA dành cho Xuân Thứ. Vẫn đang đời 2, chúng ta có dân đập ngựa giò để bạn và đưa ngựa giò ra chăn luôn hai dân này. Không cho đối phương xây nhà quân nữa. Có một nhà BA đây là quá lắm rồi, vừa nhảy 3 xong đến từ game thủ Xuân Thứ. Cố gắng ăn hết nông dân của đối phương. Ăn! Rồi, giữ con ngựa giò nằm xuống rồi. Đối phương có con T và quyết định là phang luôn. Nên đời 3 rồi, Xuân Thứ hoàn toàn có thể đóng cho mình một cái sữa sóc con P nhá. Chào hơn 1k anh em khán giả đang theo dõi livestream nhá. Anh em đang xem live, đừng quên cho em xin một tuần like và vâng chia sẻ video nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chốt anh E lại nào. Xây anh E lại và đợi con phù thủy thở ra thôi. Để đối phương đang công vào rồi. Ăn thêm bãi quả nữa ở vị trí phía ngoài, có lạc đà chém chiếc con T. Bắt được con T là ngon. Bắt được con T thì đối phương sẽ có con T nữa thôi. Và cũng đã ăn được và vẫn có thể sóc được đơn vị phù thủy. Đang là 98 đang con số là 23/48. Một chút nữa ta sẽ có quân đi quản nhà của bạn. Hai lạc đà đến từ 98, đây là phù thủy của Egypt. Với tầm xa là 10+3, tầm xa rất mắc bình. Đấy, có thêm chiếc BG ăn bãi quả, nhưng bánh xe nâng chưa nhỉ? Bánh xe nâng chưa? À, có sóc T đến từ 98, sẽ có Xuân Thứ nữa hay không? Vị trí phía dưới này có lẽ là sẽ bị lộ đấy, nhưng mà đơn giản mình đứng lạc đà, đứng phù thủy ở đây kê thôi là ngon. Đứng phù thủy lạc đà đây kê thôi là ngon, đối phương đang bổ sung lạc đà lên đây là phù thủy Egypt. Và vẫy nào, đỏ nào. À, tham lai từ về con số là 24, dân vẫn an hoàng ở đây, nhưng mà cần phải chốt E để bo lại. À, ăn vàng được và ra một P đều. Cứ xong một P đều rồi. Còn phù thủy thứ hai của 98 đã có. Chỉ cho hẳn phù thủy đứng ở trong này rồi chốt E lại. Đứng đây canh luôn. Thì bây giờ Xuân Thứ sẽ cơ cấu đi ăn hoang và sau đó thì chuyển sang đơn vị thủ A. Xuân Thứ hai áo của Persia nhá. Bắt buộc chuyển A đến từ game thủ Xuân Thứ nếu muốn chiến thắng trong trận đấu này. Còn không chuyển A thì khó lắm. Như tầm này con Egypt đã có được phù thủy rồi và những cơ sở làm ăn đang còn nguyên. Vẫn đang còn bãi gỗ, vẫn đang còn bãi ruộng, vẫn đang còn bãi vàng. Hiện tại thì bánh xe chưa có đến từ game thủ U98. Tục chốt E để bò lại. Ui, vẫn còn voi bên ngoài này. Nói không ăn hết luôn. Đồ ăn rất nhiều. Bây giờ Xuân Thứ sẽ là người cơ cấu chuyển cung A rồi. Tháng 5 thì chúng ta vẫn sẽ dùng đến với giải AOE League thôi nhé. Nó sẽ có giải League nhé.
Đó, đã có cùng hàng một áo rồi, bắt buộc phải nâng bánh xe và chuyển sang cooler, chỉ là nâng cấp luôn cho mình công nghệ chặt gỗ. Này lao lên phù luôn à, đối phương đang có cung A, cung A đang tương đối đông. Đây là hai con phù thủy đến từ game 98. Một con cung A nào hay không đây? Phù đen thế này. Còn lại vị trí là hơi mệt đấy nhá. Còn lại vị trí là mệt đấy. Phù đen thật. Rồi có một chiếc nhà BA rồi, đang chặt gỗ lên. Có hồ đứng kinh tại nhà. Bé Quảng đang vẫn còn. Bé thêm ruộng ăn thêm gỗ và tăng thêm một chiếc nhà BA nữa để sóc châu cung R. Sau đó thì mình sẽ cho quân vòng ra phía sau để móc máy. Biết đâu đối phương có cơ sở ở phía ngoài chẳng hạn thì sao, đúng không? Đến cơ sở phía ngoài ăn hoang chẳng hạn. Móc máy được dân là thơm đấy. Cả một sọc đơn và một cung R đi quản đến từ 98 và thông là 98 được con số là 29. Nga đã đẩy đến nhà rồi. Vậy gách này không được nhá. Cạnh dân gỗ rồi. Phù được không đây, đừng bảo là phù đen nữa nhá. Được một con lạc đà. Đối phương đang đi hết cung A. Có công thẳng đến đối phương không? Hay là sẽ kéo quân về để quay bắt. Được quân này bắt được nhá. Rất là bắt được. Đồng phết đấy. Đồng phết. Có tầm 3 con phù ra nữa sẽ đỡ được. Hello anh Đỗ Chính nhá, hello anh. Rồi đen này chạy dân luôn, con phù thủy nằm xuống rồi. Tiếp tục phù cung A. Này, bắt cung A lẻ của đội bạn, dân cứ chạy thôi. Phù đen thế nhở. Phù tí này. Như cung A Maxi vậy nhưng mà. Chịu đây. Phù rồi, được một con nữa rồi. Rồi dẫn đến vị trí nhà BA, dẫn đến con sốc nhà BA. Bãi vàng chúng ta đã chạy, sọc đơn đang áp sát. Là đang áp sát được cùng là đứng bắn chùa. Đồng dụng chính cũng phải chạy luôn. Đấy, đông dân đội bạn an hoang ở đây, bắt luôn. Đấy, thằng này vẫn đang 3334 này, đến từ hiện vụ 98. Ăn được thêm tuần dân nữa của người cầm Persian phía bên kia. Phương tiếp tục là một ốp nhà BA, đốt nhà BA của 98. Cần phải xây nhà BA chỗ khác chẳng hạn. Bắt đầu di chuyển sâu ở phía trong để xem là trong nhà này có ruộng nương gì không. Lấy được thang con Persian là ngon mà, con Persian rất là dễ lấy tham nhá. Đồng dân của Persian không có bánh xe, là rất là dễ bắt tham. Trong ruộng chính này không có gì thì đây có lẽ sẽ là bà An Hoàng đến từ kiến thủ dân thứ. Đúng là ruộng chính không có gì luôn. Và bãi vàng, công bãi vàng luôn rồi tìm đến cơ sở An Hoàng ở phía ngoài. Chỉ có Xuân Thứ trận này là không thèm đứng kê nhà luôn nhá, tấm tay đẩy đi thôi. Nếu đẩy này thì vẫn là sẽ có quai dành cho game thủ Xuân Thứ thôi. Mình cũng sẽ đi An Hoàng thôi, thì quân mình nở ra thì mình sẽ rỉa dần đơn vị cung A của game thủ Xuân Thứ. Map Medit là cái map nó có một cái hồ ở giữa map này anh nhá. Nó sẽ có một hồ ở giữa map. Xin chào anh Cảnh Môn nhá. Có hai, ít nhất là một đường sang. Nhiều nó sẽ có hai đường sang. Đánh cái map nhỏ thôi, medium thôi, nó sẽ đánh đời hai. Đánh quẩy các thứ. Có nhà dâng quẩy các thứ. Rồi bạn sẽ vào, tầm là quá khoai dành cho thứ rồi. Tỷ số sẽ là 2-0 dành cho em được U98 và trong nội dung random. Thứ là người gõ 1. Chiến thắng dành 98, nhưng là bài này mình cũng mắc bình đấy. Bài 98 cũng thuộc vào mắc của mắc đấy. Bài thứ lên cũng sớm 2-3 dân. Nhưng lúc đầu thứ không công được nên bắt buộc thứ phải về vào chuyển cung A. Là khi mà cái thế về chuyển cung A như vậy là một thế khoai. Nên cái tình huống mà 98 đẩy han phù lên đấy không phù được con nào, cảm thấy nguy hiểm thật anh em ạ. Cảm thấy sợ thật đấy, may thời điểm đấy là cũng đã có bánh xe rồi và có một chiếc nhà BA, một chiếc nhà BL rồi. Sọc được sọc đơn kèm với cung R ra nâng chặt gỗ lên thì vẫn là ok nhá. Đã cũng đến với trận đấu tiếp theo rồi. Kính chào 1K4 anh em nhá. Anh em đang xem live đừng quên cho em xin một tuần like video nào mọi người ơi. Cho em xin một tuần like video nào. 220 anh em khán giả đã like. Trong người đó còn thiếu đâu đó là 1000 anh em khán giả chưa like. À đây là vẫn là random anh ơi. Đây là vẫn là random nhá anh ơi. Random nhá. Em lại đánh hai thể loại nhá, random và map biển. Yes, random trước, map biển sau. Map Medit là map biển, có đường sang, có đường sang. Đây là sen, đỏ. Độc lá thế nhỉ? Max C à? Quân đẹp ghê anh em ạ. Sen 98. Và Maxedonian dành cho game thủ Xuân Thứ. Đây rồi. Em không rõ nha anh Xuân Bắc Giang ơi. Cái lịch của chia sẻ nắng thì em không nắm được. Này có về Xuân Yên thì không em biết này. Em cảm ơn anh Biện Văn Tùng nhá. Hello anh. Điều đầu tiên của 98 đã có và bắt đầu thì anh đưa nó về với nhà chính thôi. Đỏ đầu đen cuối à, đến từ anh Tuấn Bin này. Đó là cái đỏ hai trận rồi, hai trận xem rồi. Trận Egypt Persian thì mắc binh. Rồi đấy. Oklahoma, 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 Oklahoma
Quân này cũng là xem rồi à? À ok anh Biện Văn Trung à? Em chào Việt Béo nhá. Bạn đã tin cho tôi à? Điều đầu đã về với nhà chính rồi, dành cho nhân vật U98. À, tươi đấy, xem nào. Rồi cứ cầm xem là tươi rồi. Còn ép đời đột biến phát triển khỏe là thơm rồi. Trong cái thể loại random đời 30 thành này là xem là mẹ còn đẹp nhất anh em nhá. Nó chả ngán bất kỳ con nào cả. Là cứ cầm xem là cửa trên. Từ khi map nó xấu quá thôi. Xin chào anh Nghiêm Lê nhá, hello anh. Hello anh Nghiêm Lê nhá, họ thêm bãi quả phụ và thêm bảy heal nữa. Này hai quả hai heal dành cho nhân thủ U98. Này chim sẻ có đánh anh Đức Công ơi, tối nay nhá. Hôm nay là chim sẻ đi nắng sẽ solo với vô địch hầu. Và có một kèo nữa là chim sẻ Juliet đánh một cặp đôi bên phía Trung Quốc nữa, em quên cặp gì rồi. Em chỉ nhớ cái trận đầu tiên là chim sẻ nó sẽ gặp vô địch hầu thôi. À, kèo thứ hai là chim sẻ Juliet đối đầu với Tiễn Như Vũ và Cố Tử nhé. Thể loại xem chạm 4 nhé. Tối nay là có hai kèo xem chạm 4. Kèo 19 giờ sẽ là kèo chim sẻ đánh solo với vô địch hầu. Kèo tiếp theo là chim sẻ Juliet đối đầu với Tiễn Như Vũ và Cố Tử. 19 giờ bắt đầu đánh nha anh ơi. Nãy bình luận nhưng mà kênh Vitamin thì đang live rồi nên là chuyển sang live trên kênh này nhá anh ơi. Anh Vitamin đang live cái kèo gì ấy. Rồi thiết kế nhà điều kiện dành cho Xuân Thứ rồi. BL, BM. Thế nhiều vũ thì quen rồi nhưng mà Cố Tử là ông nào đấy chưa biết, có thể là ông Bầu. Khả năng cao là ông Bầu. Tên này em chưa nghe bao giờ. À, chưa nghe bao giờ thì thường thường là ông Bầu, nó bỏ tiền ra đánh. Làm tìm một kèo cân cân thì chứ cần cái Juliet cho đánh, đánh cùng với chị Du. Chưa biết nhà đối phương ở góc mấy giờ nhá. Cặp nam nữ với cặp nữ Trung Quốc đấy à? Có thể Cố Tử là người là nữ à? Cố Tử là nữ à anh Nghiêm Lê ơi? Vâng, nên đời là sớm hơn dành 98 rồi. Nhà Xuân Thứ trận này chắc 9 giờ, này đi sai hướng nhá. Maxi sẽ ra khung nhà. Chúng ta sẽ công thôi. Dân ở phía ngoài của Maxi đang tiến hành kéo về. Ăn xong bãi quả kéo về luôn đến từ game thủ Xuân Thứ anh em ạ. Có hơn một chiếc nhà BA nhưng mà chúng ta đang muốn công sớm. Bảo vệ đã từng đánh chia sẻ ở Juliet rồi, ok anh, em chưa xem bao giờ kể lại bao giờ cả. Có hẳn một y luôn dành cho U98 đánh rất chắc bài. L1A1Y có thêm 3 xong. Có thể sẽ là một tình huống xây ở phía ngoài để ý nào. Và đang xây chéo cái y ra phía ngoài đến từ game thủ Xuân Thứ. Chốt tên BA bên trong và cần có cùng lần bắn ngay sau đây. U98 đã có công nghệ bánh xe rồi. Bắt đầu có tay bắn, đối phương vừa mới xây xong nhà y thôi và còn một khoảng thời gian nữa mới có thể y đầu tiên. Cái tuần này chúng ta hoàn toàn có thể công vào được nhá. Đối phương xây một chiếc nhà bè bên trong, rồi có y công vào. Đang hoang thêm voi hiệu, tiếp tục vẩy e bên trong đến từ cái bên Xuân Thứ. Đối phương đã có bằng y rồi. Cái tuần này là cũng hơi mệt một chút đấy anh em ạ. Đang hoang thêm bãi quả nữa. Và xem chúng ta có thể ra được dân, xong được dân các thứ đều. Vừa đánh công vừa ra dân. Bãi vàng đối phương ở đây trận này dò sai hướng nên là hơi mệt, cứ bằng chút đấy các bạn. Rồi, mà tài xin dẫn dắt của cụ R
vừa đang xuống rồi. Và giờ này thì khả năng cao sẽ lọt, không chưa lọt đấy các bạn. Phương đang có hai con in và đang rất đau, rất đau. Chưa vào được, thằng nào 98 đâu, chúng là 33 rồi. Nhưng mà đang tương đối dẻo trong tình huống này. Tại gì? Thì vẫn đang sốc rất đều đến từ cái vụ 98 nhá. Lại được bảy thêm một nhà cứng nữa ở phía trong. Mà tôi chọc chéo được nhá. Chúng ta đối phương sửa chọc chéo được dân đấy. Chẳng được không? Phương tay ở trong, hắn vẫn ra đi. Tôi chỉ có tay ở trong trước. Ăn con tay ở trong trước đi. Rồi, ok, Xuân Tứ là người gõ một và chiến thắng dành cho 98 nâng tỷ số lên 3-0 ở trong nội dung random. Chúng ta cùng bước sang với trận đấu tiếp theo rồi, trận thi đấu thứ tư nhá. 3-0 rồi, rất nhanh. Start the game already. Ok, đây là cho son này. Đấy. Tưởng là xem thôi, xem nữa thì cạn lời. Xem nữa lại ghê quá. Cho son và Hitty đối đầu với nhau em nhá. Cho son dành cho U98 và Hitty dành cho Xuân Thứ. Kéo đánh được. Còn này ông Hitty tưởng một bài này quả bị xấu rồi. Ông gờ bên dưới rồi. Nóng được gờ bên dưới rồi, vẫn có thể chơi được nhá. Xem cái đồ ăn tiếp theo như nào. Đây là bãi quả đầu tiên có 7 cây dành cho U98 anh em ạ. Team mid giờ còn mà team mid giờ còn đâu, có chị Su thì hay đánh thôi anh ơi. Thỉnh thoảng có kèo đây anh ơi. Phía ngoài còn đồ ăn gì khác nữa hay không? Tập trung ép đời ông đi dâng sang ôm bom thôi. Không phải đi dâng sang ôm bom anh em ạ. Map Medit là map nó sẽ có cái hồ ở giữa nha anh ạ. Tí mọi người xem cái biết ngay mà. Cái hồ ở giữa tùy map thì có map nó sẽ có một đường sang, map nó sẽ có hai đường sang thông nhau luôn. Thì tí anh em xem thì sẽ biết thôi. Rồi, VS đầu tiên được thiết kế dành cho em đội U98 này. Anh em đang xem livestream nhớ đừng quên cho em xin một tuần live video nhá. Đang có hơn 300 lượt live video rồi. Và đang có hơn 800 anh em khán giả theo dõi livestream, đang còn đâu đó là 500 anh em khán giả xem chưa live. Thì mọi người đang rảnh tay nhớ cho em xin một tuần live video với ạ. Nói chung là nó tương tự là một như là một cái dạng móc biển thôi. Nó là một cái dạng móc biển thôi. Biển ở giữa. Hai đường sang, một đường sang tùy map. Và đồ ăn này nó tương đối dồi dào, map đồ ăn nhiều lắm. Có hai quả phụ dành cho 98 rồi. Quả phụ gần nhà ăn trước, quả phụ xa kia thì ăn sau cũng được. Và đang chủ động cắt một dân đi dò. Xem nhà Xuân Thứ trận này nằm ở vị trí góc mấy giờ. Tí mình biết là dâng lên cho nó chuẩn. Ăn thêm bãi quả phụ 6 cây nữa ở phía ngoài dành cho 98. Chào anh Nhật Vũ Tài nhé, hello anh, chào anh em Hà Giang nhé. Rồi nó kiểu map hồ đấy, nó là cái hồ ở giữa đấy. Nó là cũng là một dạng map biển. Rogan, Yuri, 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 Yuri
So come on, almas. Rồi đá thêm hiệu ủng các thứ về nữa này. Đấy, nhà đối phương đây rồi, mà bảo vệ tí làm cái móng. Phía kia sư tử cũng có bãi quả phụ, có về hiệu đấy. Đấy, rồi xong đóng nhà điều kiện rồi. Nhưng mà thực đang có vẻ hơi đuối một chút anh em ạ. Thực đang dồn lên, gỗ cũng đang dồn lên đến từ viên thủ 98. Rồi thiết kế luôn cái BM này. Để này lên, chung là cũng không sớm đâu. Phải là 14x gì đó rồi, 14-14 dành cho viên thủ 98 với 25 nông dân một cho son. Điểm số 98 đang cao hơn, có thể ở đời 2 lên đời sớm hơn, nhưng đời 3 chắc là cần cần nhau. Giò đang chọc dân rồi anh nhá. Đúng rồi đấy. Ê hit thì đang bắn rất đau, nhưng mà không dài thì không có giáp. Đấy, cố gắng đi dẫn dân các thứ thôi mà. Ăn dân lẻ thôi, nhưng mà dân cũng đã nằm xuống rồi. Đối phương đang cắt dân đi ăn vàng, ý đồ là một bài chơi thủ B đến từ game thủ xuân thứ. Chính đám đang vác thêm nông dân của mình lên, có thêm quân tiếp viện trong tình huống này. Xin chào anh Ken Linh Tinh nhá. Có chứ anh ơi, thi thoảng có trận đánh bằng thuyền nhá. Trận nào có thể bo vào các thứ vào sẽ đánh bằng thuyền. Có thuyền chiến thì chiếm biển, đánh trên biển nó cũng rất là dồi dào. Nhân đã buồn ngủ quá anh em ạ. Trận sau sẽ phép là đi rửa mắt phát. Những tầm giờ này đã buồn ngủ, dạo này mình hay thức đêm nữa. Bắt đầu có chém di chuyển lên rồi. Đây là một chiếc nhà BA để công vào vị trí vé vàng của game thủ Xuân Thứ. Thứ nào được 100 vàng. Nếu mà ra công được bãi vàng sớm thì đối phương căng lắm, chỉ sóc được hai con phù thôi. Thậm chí là nếu mà mình công rát sớm thì đối phương có thể sẽ không sóc được phù thủy nhá. Phù thủy sẽ là 125 vàng một con. Đấy, con được thẳng xuống nhưng vợ chém đã đến. Chúng ta cũng đã công rát đầy đủ nhưng bánh xe vừa lên xong đến Xuân Thứ rồi. Có con tê bắn bãi vàng và đang canh đi con phù thủy của bạn. Đang đứng canh con phù. Chấm nở ra cái thôi là phạt ngay. Trừ khi chợ ở trong thì đen, chịu. Không còn thế này thì ở bên ngoài khá là cao. Đứng cái cách ra một chút để có chỗ nở con phù. Ở ra ngoài phát là phang luôn. Có một đơn 7 e đến từ game thủ rồi. Đen. Cuối đi là phụ lợm thôi anh em ạ. Rồi xong rồi đấy. Là 30/32. Đang hơi mít một chút đến từ 98 nhá. Thì ở vị trí bãi gỗ. Bãi vàng là bị công rồi. Bây giờ phương sẽ không có con phủ thứ hai. Chưa biết được nhau để so xem vàng với phương có bao nhiêu. 250 vàng là đủ cho hai con phủ nhá. Có tê bắn rồi. Đó rồi. Bây giờ đã có. Giờ này thì sẽ lọt rồi. Có tê bắn thì cũng sẽ lọt vào vị trí bãi gỗ rồi. Tôi vẫn giữ con tê này. Chúng ta sẽ ca giác được con tê nằm xuống nhưng đã có thêm con tê mới đến từ hiện thực 18. Công rồi, có tê bắn thôi, tê bắn ra đây. Bắn canh con phù thủy của bạn. Hướng chấm nở, chúng ta cái là chơi ngay, ngon rồi. Bảo vệ e bên trong, chúng ta người chạy dần, chúng ta có được bảo vệ e đến từ 98, chúng ta cũng vậy e. Dí theo này, chém đuổi rát vào. Rất nhiều dân của Xuân Thứ đã tỉnh cũng vừa rồi. Xuân Thứ ăn được thêm vàng rồi, nó ra thêm phù thủy lại hay không? Ăn được vàng trong hốc chẳng hạn. Đã cần phải cắm cờ cho những đơn vị ngựa giò và ngựa chém đi quản bản đồ đi. Hôm nay để họ tìm cái hốc có vàng trong rất mệt đấy. Phù cũng nhận ra là rất khoai. Chém lên lùa cung đồ đội bạn, lùa nông dân đội bạn. Thì đúng là món quà, xin chào anh Nguyễn Tuấn Cảnh. Thấy cung đội bạn là cứ dí theo thôi em ạ. Thật ra lượng cung của Xuân Thứ không nhiều đâu. Và cung đồ thôi mà bây giờ đi chốt hết cái vàng trên bản đồ. Tránh tình trạng mà cái Xuân Thứ ăn vàng và chơi châu phù thủy trong trận đấu này. Dí theo thấy nông dân đội bạn bây giờ thì muốn vẩy e đến từ 98, họ vẩy e tốt. Tiếp tục dí theo nào, đây là rất nhiều nông dân của Xuân Thứ đang vẩy e tiếp không nhỉ, khe rừng kìa. Cái khe rừng đấy, đúng rồi, vẩy vào, đúng rồi, chuẩn rồi. Tiếp tục vẩy vào đến từ 98, tiếp tục vẩy.
con này vậy liên tục luôn. Càng được càng nhiều dân thì càng tốt. Chào anh Tuấn Cảnh nhé, hello anh. Ở trong này 31 rồi, về phá hết công trình của bạn đi. Mấy cái e, mấy cái móng này phá hết đi được. Ai đấy có thứ không? Đốt hết. Đấy, dân đối phương vẫn đang chạy lòng ngoằng trên bản đồ thôi. Lòng ngoằng ta là bạn vé, đúng rồi, tốt. Chưa phải sát lắm anh em nhé. Tám thì chưa xuân tứ đang là tụt được, từ đó tôi vừa ba cũng còn cứ cầm đi diệp vẫn chém một 98 thôi. Thế chắc là họ không chơi phù rồi anh em ạ, bây giờ thì không thấy họ ra phù nữa, nó còn vàng rồi. Này có vảy e nữa hay không? Ở dính cái chỗ nào nó vảy e nó vừa vừa thôi, tức kiểu tài nguyên thôi. Nó vảy nhiều quá đấy, không ổn. Chúng ta đang khá là đuối. Tự nhiên đã buồn ngủ quá anh em ạ, bây giờ ngồi bình luận mắt cứ híp vào đây. Sân thứ vẫn đang sóc với một chiếc AVA đều. Sóc một A đều. Đấy, cấu gì à? Cực kỳ khó chịu luôn anh em ạ. Sẽ sân thứ lên. Mà trên kênh nhấn đánh cấp dụng tiêu dụng thứ nha anh em ạ. Xem lại lịch sử. Có Sơn Tùng bình luận. Đấy, Tùng yes. Chiều nay là mỗi em like nhá, Xuân Thứ không like rồi, Xuân Thứ là người gõ một. Và tỷ số là 4-0 dành cho đội U98. Quá hay. Trận đấu đánh rất ghê gớm ở trong nội dung này anh em nhá. Chỉ là 4-0 thì đúng hơn nhá. Cầm cho Son thắng hit đi của Xuân Thứ. Đấu đánh rất nét. Đấy, nét đẹp luôn anh em ạ. Không có gì phải chê nữa. Rồi đến trận tiếp theo đó, trận chung kết sớm dành cho Xuân Thứ thôi anh em nhá. Nhanh thắng nhanh đó thì đến với cái kèo đấu tiếp theo, kèo đấu solo map Medit tự do. Sai map là medium. Ở xúc nào tranh thủ xin anh em mấy phút để đi rửa mặt phát à. Bây giờ mắt cứ hít vào rồi. Xin chào anh Nguyễn Trọng Diện nhá. Hello anh. Yes, start the game. Đây là ACDN dành cho 98 và Kathai là cái gì đây? Nhưng mà là ACDN còn đẹp hơn. ACDN còn này cửa trên dành cho 98 nhá. Anh em tập trung xem 98 lại một chút nhá. Em xin phép đi ra ngoài rửa mặt cái nhá. Vâng, chúng ta quay lại với trận đấu này anh em nhé. Đây là 20/24 rồi. Em phải xuống rửa mặt cái anh em ạ. Không bình luận được. Ngồi bình luận cứ ngửa rồi đầu ra ghế thôi là mắt nó tịt vào luôn. Ai ghê. Đồ ăn lùa về thì không có đúng không?
bây giờ chỗ này có chết dân không? Hai sư tử này hoảng à? Không chết à? Không chết thì ngon, đôi voi đưa về. Đã sư ăn phi sư tử và giải quyết bầy hiêu gần bãi gỗ thôi. Đấy sẽ là một chiếc BS nhân đôi đến từ hiệu thủ 98. Ăn gỗ và ăn hiêu luôn, mới biết mà cầm cho mình con bài đó là Acidian. Thì nó sẽ là cửa trên so với con Acid nha, về khả năng ép lời và phát triển của Acidian nó khỏe hơn. Cung lời đều tuyển cả. Mỗi con nó tuyển theo một khía cạnh khác nhau. Xin chào anh Đinh Văn Dũng nhá. 5 trứng cho 98 rồi à? Ok anh Ken Vinh Tình thôi. Ok anh Tuần Bin thôi. Hello anh Tuần Bin. Kích đời ra ruộng tại nhà chính thôi. Đánh khá nhiều dân ở trong trận đấu này dành cho game thủ U98 nhá. Nhanh vãi à. Đánh thẳng cung đến 98 trong trận đấu này luôn. Sóc quần tê. Đến đời sẽ sớm hơn đến từ game thủ U98. Nhà thứ mấy giờ đây nhở? Chỉ biết nhà mấy giờ cả anh em ạ. Đang đẩy tê hướng này, có khi là hướng trên này rồi. À đây đây, có cái cây gỗ, móng cây gỗ đây rồi nhá. Đánh đối phương ở đây rồi, đẩy thẳng con tê lên trên này thôi. Cái kia là sân thứ như là cũng đánh cung à. Hay là chém. Soi khá là nhanh. Bây giờ cắt sân ra đến anh tăng A dần. Nhưng là đánh cung đến từ cái sân thứ hoặc là bài hôn mã. Này mình chưa biết anh em ạ, vì sân thứ trên này không lấy đào vàng. À, 31/32 này, phát hiện ra tâm dân Xuân Thứ đang khai thác quả dở rồi. Lao vào múc luôn thôi, ăn luôn. Ở đây là chiếc nhà VA thứ 4 đến từ 98. Nhà VA tại nhà chính thì 98 đang xóa được rất nhiều ruộng rồi. Đấy, xét về trình đánh cung đờ thì rõ ràng là 98 cũng lợi thế hẳn so với Xuân Thứ anh em nhá. Lệnh hẳn phải kéo cung đờ rồi. Cung đờ rất là khó dành cho Xuân Thứ trước 98. Đây là vị trí xây nhà VA của Xuân Thứ này. Thế giết thì căng lắm, được 4 nhà VA thôi anh em ạ. Khi 3 lên, thấy hai cái nhà VA. Thế ta thì không có giáp, nhưng đã được 1 dân của đối phương. Dân bên ngoài cái nữa, một con nữa thì là 2 dân gì đó. Cứ thế mà dí thôi anh em ạ. Chí này Xuân Thứ đã bò bế kín. Nhưng mà chỉ bò bằng E thôi, đâu phải khai thác được. Nhưng sau dừng dí là gỗ của Xuân Thứ này. Cú Na vẫn đang sóc rất đều. Xuân Thứ là người gõ một anh em nhá. À, 5 trứng dành cho 98 ở trong nội dung random. Chúng ta cùng bước sang những nội dung tiếp theo thôi. Nội dung map medit anh em nhá. Ok. Anh nhỉ? À? Có một kèo rồi, xong rồi.
Nếu không nhầm là Map Medit là hôm nọ là 98 thua anh em nhá. Thua Xuân Thứ nhá. Thua 3 3 năm hay là 4 năm gì đấy. 3 năm thì phải. Chúng ta đến với trận đấu đầu tiên trong nội dung Map Medit thôi, là phong độ đang cao à. Map Medit là cái map nó có một cái hồ ở giữa nha anh ấy. Map biển, nó là dạng map biển, gọi nó là hồ đi, hồ ở giữa map. Tùy map, có map nó sẽ có hai đường sang, có map là một đường sang thôi. Chiến thuật thì là cái size map là size medium, size bé, sẽ chiến thuật đánh đời hai nhá, quẩy đá dư bộ các thứ T bình thường, còn quẩy đá được sử dụng rất nhiều. Gregg đến từ game thủ U98 và ACDN dành cho game thủ Xuân Thứ. Còn AC là không có quẩy nhá. Con IC là con không có quẩy anh em ạ. Đánh cái map này nó sẽ gặp bất lợi trước cái con Gregg này. Tìm bãi quả thôi, quả đâu. Cái map này nhiều khi quả nó xa và xấu lắm nhá. Con quả là gãy đấy. Thấy quả. Không thấy quả. Cao là sau rồi. Đây rồi. Vai cần nhái bãi quả. Rồi, ăn quả thôi. Cái này 5-0 nhưng chỗ này sửa nhầm tỷ số đấy. Map là nhiều map nó có bãi quả chối lắm. Gregg và ACDN đối đầu với nhau. Chậm khá nhiều dân ở trong trận đấu này. Thôi cố gắng thi đấu thôi. Quay lại trận đấu này thôi, 20 dân dành cho game thủ U98 là đang tìm cái đường sang. Map này là thông rồi, thì phải. Biết phải không? Xe giò vẫn phải di chuyển hướng kia, không đi qua được à? Hướng kia Xuân Thứ là người đánh 23 dân ở trong trận đấu này. Nói chung là trong thể loại này, con Acilia này thường thường nó hay cái bài nhảy 3 anh em ạ. Cái bài nhảy 3 thì nó có quẩy đá, đánh gì bổ nó sẽ khá bất lợi cho những con quẩy đá nhá. Một quẩy đá đứng ở trên dốc đấy, các thứ xuống. Đâu, tìm đường sang thế nào. Thì sao mép thế nào? Đây, đường sang đây rồi anh em ạ. Mấy cái 2-3 dân, cái này là 20 dân. Vừa cũng đang đưa dân sang. Hai bên đều đi dân, mà vị trí đã bò bế. Đã có một con trùy lông. Con này con trùy lông đúng không? Rồi, con trùy lông nằm xuống. Đối phương kiểu gì sẽ xin thêm một con trùy lông mới rồi. Và xây về bên này luôn. Dân kia có lẽ sẽ phải nằm xuống. Đối phương đã bò bế rất kín rồi và kiểu gì đối phương sẽ có kỳ đốc và ra một thuyền chiến đứng ở đây nữa thì rất mệt. Bắt đầu sóc quẩy đến từ game thủ 98. Trận này lúc đầu do được kết quả đầu muộn nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng ép đời của game thủ U98 anh em nhá. Tỷ số 5-0 em sửa lại rồi anh ơi. Em sửa lại là em để nhầm sửa lại 1-0 thôi. Bắt con gì bổ rồi bạn. Ăn thêm bãi quả nữa và
Này thì đánh kiểu gì bây giờ nhỉ? Mình không dâng được sang sớm rồi thì họ bo rồi, đốc có rồi, thuyền chiến thì đời hai kiểu gì họ cũng sẽ có rồi. Và họ sẽ kỳ được nhà và sẽ có tình huống như vậy đời ba. Đến từ game thủ Xuân Thứ. Nếu tôi có thêm vài con siêu hổ và như đã nói đã có thuyền chiến rồi. Và đi vòng đây, đường này có vào được không này? Hai con thuyền chiến. Có xây đốc không? Phải xây đốc thôi anh em ạ. Xây đốc là không được. 28 dân, thằng này bị đè. Đây kia thì là một cái map khá là dễ bo bế nhá. Map khá là dễ bo bế dành cho game thủ Xuân Thứ. Đang phát hai đốc luôn. Thì quay lại đứng đây quẩy. Cố kéo thời gian để chúng ta tụ được thuyền. Thuyền Black thì nó chạy nhanh hơn. Cho thuyền với CDA. Mà có vẻ là vẫn khoai thôi anh em ạ. Phải quá anh em ạ. Map mình trận này là bị chậm dân rồi. Do là dò được quả rất là muộn nhá. Tỷ số là 0-1 ở trong nội dung map edit. Chúng ta cũng đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận 2 thôi. Đúng rồi. À, cái map. Đúng rồi. Yes, start the game already. Ok, Zoman và gì đây? Zoman dành 98 và Gorex dành cho Xuân Thứ anh em ạ. Ok đấy. Zom và Gorex đầu với nhau. Zoman này có lợi thế. Thì nó kha kiểu dân nó giá nhà nó rẻ anh em nhá. Giá nhà cửa rẻ. Voi và bãi quả đầu tiên có luôn rồi. Đôi gò sẽ đánh kêu về bài này thì gỗ đầu cũng ngay sát với nhạc chính luôn. Như game thủ 98 anh em ạ. Gỗ đầu ngay sát nhạc chính luôn. À, chết dấn anh em ạ. Ngay dấn đầu này. Isa.
on our way. Thomas, Thomas, Erectus, Erectus. Rồi, ngựa sang mà sẽ có vài con gì bổ, thấy nông dân đối phương rồi, đã bổ rồi. Đây là con thủy lông như vậy. Rồi, xây được cái phim bọn nó đi nâng cấp công nghệ đào đá để sóc quẩy. Đào đá thì sẽ được thêm tầm xa nữa dành cho con quẩy đá kìa nhá. Ok, đối phương đang hành bó bế lại thì phải. À, chỗ này nó vẫn sẽ đốc luôn, xuân thứ anh em ạ. Đốc này thì xuân thứ cũng sẽ ra một con thuyền chiến thôi. 135 gỗ đúng không? Con thuyền chiến này sau đó thì bắn vào những đơn vị nông dân, những con quẩy của game thủ 98. Quẩy vào những con di bổ 98, con quẩy dân này, ném dân đi. Chương này sẽ lọt rồi. Thì có quẩy ở đây thì kiểu gì cũng lọt thôi, nhưng khả năng cao là xuân thứ sẽ bo thêm một lớp thành nữa ở phía trong. Điểm này chắc là đã nâng cấp được bóng thành các thứ rồi. Khá nhiều dàn cá đến từ game thủ 98 và tăng thêm một đốc nữa để có thể chống lại cái bài sờ bang thuyền chiến ra thuyền chiến. Tỷ số là 5-0 kèo đắt ầm nhưng mà 0-1 trong kèo mắc medic nha anh Văn Mạnh ơi. Xin chào anh Trần Tuấn nhá. Rồi, đã có con thuyền chiến rồi, bạn chưa nói đối phương nâng cấp bóng thành bó thành ở phía trong. Bán bóng thành thì nhanh thôi, nhưng quẩy phá bóng thành khá là nhanh. Chào anh Đinh Ngọc Minh nhá, hello anh. Thấy ra sự tướng đang bác dần đang để khai thác đá thuyền đối phương không nhiều lắm, anh em 98 đang bổ sung thêm thuyền lên. Có dân bên trong, nhà ăn gỗ bên trong này rồi, phá đốc rồi. Đừng ngồi đốt đốc ở đây thì vẫn là ngon thôi nhá, thoải mái thôi. Phá những cơ sở đối phương phía ngoài, nó nghe bên ngoài là đập hết. Đó này ngồi phang hết. Soi thang là tầm này thì các cánh cảng đè xuống thôi. Xuân thứ là một khá nhiều đơn vị quẩy đá như là di bộ ở đây. Chính này thì 98 đang còn 2 cái BB nữa. Chính này thì có thể sóc được quân, ra quân được. Đứng bắn hỗ trợ cái vị trí nữa này. Solo map medit đúng rồi, đây anh chuẩn là map medit đấy. Xin chào anh Tú Ngọc Đinh nhá, hello anh. Oh.
55 rồi, nhà mình phát triển một chút thôi, sau đó thì cơ cấu và nhảy 3 thôi, ra thêm ruộng sau đó nhảy 3. Rồi, thứ là người gõ 1 và tỷ số là cân bằng là 1 đều ở trong nội dung Mad Madness này nha. Bước sang một trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 3 ngay sau đây. Bước sang trận 3 thôi anh em ơi. Start the game already. Ờ, ok, đây là bàn đấu cầm Siang, anh cho 98 này. À, Siang là gì đấy? Có gì đấy? Pơ à? Siang Pơ anh em nhá, kéo Siang Pơ đâu với nhau. Nói chung hai con này đều khỏe, năm này hai con này đều khỏe. Siang là một con có thể ép đòi ok và Pơ Siang nó cũng vậy nhá, cũng có thể là ép đòi một cách ok lên đòi sớm. Bãi quả này, khỏe Siang cũng rồi luôn, cái bãi quả phụ nó luôn, dành cho U98 này. Không đi được, tức là map này một đường sang rồi, đường sang nó sẽ hướng góc 9 giờ rồi. Không đi được này rồi. Vâng, là voi này thì không câu được anh em nhá, voi này không câu về được, càng cỏ ghê. Xuân Thứ này không like này anh Văn Thắng rồi, Xuân Thứ này không like kênh nào cả nhá. À,
đây là 2v2/24 này. Bên kia đối phượng lên rồi. Đóng UAV ở đây đến 98 này. Bên kia đúng là Persia nó khác anh em ạ. Con Persia này cũng F18 dân mà nó ok anh em nhá. Đám cắm vãi à. Thì số hiện tại đang là một đều anh em ơi. Lọ mọ. Rồi đối phượng đang có một con gì bổ ở đây rồi. Bên kia chắc là họ cũng dâng gì đó sang nhà của mình. Nát lại là mắc thông luôn đúng không? Nó là mắc thông luôn. Đấy, hai đường sang nhá. Đường nào cũng sang được. Đi hướng nào cũng đi được. Rồi 22/32, 1/32 thôi. Đang chạy, người đối phương đang cầm các thứ đuổi theo tương đối giáp. Này có thêm bãi quả để cho 98 này ăn hoang này, đặt một chiếc S nữa. Đặt thẳng trong này cũng được. Xây xe ở trong này vẫn là ok nhá. Và quân thì vẫn đang còn tương đối đông. Tầm này chắc là tầm này sẽ bị đè một chút. Đấy, mắc Medit đây anh ơi, có một cái hồ ở giữa đây. Cái hồ rất là to ở giữa này. Hai mốt anh 98 rồi, vị trí này 98 sẽ ra mình vài cái đốc nữa. Sau cái thuyền chiến kê và ra thêm cả con thuyền cá, ở đông cơ gấu để có thể bo ghế lại rồi. À, 27/28 anh em nhá. Xuân Thứ bên kia đã có đốc rồi, rồi cầm thuyền chiến các thứ đi. Nói chung vào phá hết công trình của bạn thôi, bắn con thuyền cá của liên tục Xuân Thứ. Và giải quyết nó luôn. Giải quyết con thuyền cá của liên tục Xuân Thứ luôn. Đây là 28/28 này. Đối phương đang vào quản này, nó chuẩn bị chạy dân thôi. Vị trí này có kịp bo lại hay không? Đối phương đang có quẩy đá ở đây. Này khả năng cao là không kịp bo. Cố gắng chụp một cái E và cho thuyền chiến bắn tận bị quẩy đá rồi bạn.
À, vị trí phía trong đang của đối phương quản tương đối rát nha. Nhà chính đối phương phá rồi. Càng ghê. Nhưng vẫn còn cơ sở này, chúng ta vẫn còn voi, vẫn còn thuyền cá các thứ đây, vẫn đánh được. Này vẫn đánh được nha. Đấy, vào đây bo các thứ vào, sau ăn quả các thứ đây. Nở lại timeline ra. Đối phương thì vẫn đang ở đời 2 thôi, nhưng trên 3 thì mình vẫn có cơ sở để thi đấu ở trong trận đấu này. Đó, đây là 19-28 này. Trận đấu cầm xiềng. Bên kia thì Xuân Thứ vẫn đang tích được một quẩy khá là to. Đấy, giờ đối phương có thuyền cá nữa. Nếu không có thuyền cá mình đánh được biển thì cũng ngon. Tham Lai đang bị đè một chút. Bên kia đối phương tham Lai chắc là tầm 25, độ 25 gì đó, khoảng khoảng đấy anh em ạ. Là cũng ở mức bình thường, không to đâu, quản phát thôi là ngon ngay. Chính Thám thắng random 5-0 nha anh ơi. Dần sóc dài cho đi làm ăn. Ông bà có thuyền chiến, người ta có thuyền chiến đúng kê rồi. Ở điểm này người ta không nói chuyện là bánh xe không bánh xe anh em ạ. Thì là đời 2 xe không bánh xe và Persia xe thì không bánh xe. Ở đời 3 nó sẽ có sự khác biệt thôi. Còn đời 2 thì chắc là cũng chỉ như nhau thôi. Đám này Persia xe khả năng làm ăn nó tốt hơn. Xà dân nó rẻ hơn thôi. Tham Lai lại con số là 23 đến từ 98. Tham Lai đẩy ngược trở lại ngay. Mình kia đối phương đang có một vài con thuyền chiến. Chính sang đây các thứ là sóc lại dân. Bò rất chắc đuốc, đá cũng thêm một hàng e nữa này. Chỗ này là đóng cái đốc nữa là kẻ bóng thành cũng được. Chỗ này chỗ e cũng được nhé. Có thể là một đốc hoặc là một bóng thành. Và nếu chắc cố phải đủ khó hẳn con chúng ta có thể chiếm đẩy lên. Hạt điều này, đầu tiên chính đá ra đốc hơn. Chúng ta chúng ta phải ăn một con. Chúng ta chúng tôi chính đá là một trí theo và chúng ta có hit end ra. Chúng ta có 5 con nữa. Chúng ta đang có 5 con thuyền, chờ 4 thuyền đối phương có 3 con thuyền. Chúng ta giúp tôi trong cuộc này. Đã bị game thủ Xuân Thứ phát hiện ra rồi nhưng mà không sao, chạy thôi, kéo chạy về gần nhà gần thuyền thôi, khoảng biển thôi, nở ra đây rồi. Và đấy Xuân Thứ là người đang ra đây xây đốc mới nhưng không được đâu anh ơi, vẫn đầu sói ạ. Đúng rồi nhá, anh Nguyễn Mạnh Cường ơi, đời một luôn, nếu gặp nhau đánh thì bác dẫn nó phang nhau luôn được. Nhưng mà thường thường thì bắt đầu đánh từ đời 2 đến đời 1 thì gặp nhau lắm, còn ép đời nữa mà. Trừ khi đi dân gặp nhau thì mới phang nhau thôi, bắt đầu đánh thường thường từ đời 2. Thank you.
Câu trong game nó nói thì em biết đâu rồi, em nói gì anh ơi, biết nó nói cái gì được. Giống tiếng là tiếng cổ đại thời nào rồi, bây giờ là Napoleon nào rồi, em ba rồi nhá, ta sẽ quân đời ba à, nâng cấp bánh xe các thứ lên, sọc đơn cầm cung R đi bắn. Cái kia này vẫn đánh quẩy thôi anh em ạ, muốn ra để xây các thứ lắm đấy nhưng mà chưa xây được. Chỗ góc 9 giờ có gì nhấp nháy kìa, ở đây chỗ có hẹp cái hỏng cơ. Trên đấy, nhà ra xây lại đốc cái dao nhá. Đi mép mép gần đấy đi. Không bên kia đấy, đấy. Đấy, nhanh nháy xong đấy. À đó, nhưng mà là quẩy. Một tơn quẩy à, quan trọng là bây giờ chúng ta là quân đời 3 rồi. Đối phương vẫn đang đời 2 thôi, chứ nên 3 à, sọc tơn cũng đã có, nhờ đi múc thôi nè. Còn 2 nhà quân bên trong, nó có xin sọc tơn là chọc không? Thế cũng là lấy sọc tơn, chúng ta cũng 98. Không, nhưng mà chúng ta thì bắt rồi. Chẳng phải chỉ BB thôi. Đeo lên dốc. Thiết kế BL 98 là người chiến thắng ở trong trận đấu này. Gửi gõ 1 rồi anh em ạ. Tỷ số là 2-1. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo nhá. Đến với trận thi đấu thứ 3 thôi. Yes, start the game already. Và đây rồi, Roman dành cho U98 này. Nhưng cái nhà dị thế nhở? Rôm gì đấy? Rôm AC em nhá, chung là vẫn cân thôi, thoải mái thôi anh em ạ. Nhưng mà đánh thoải mái, AC cũng chả có quẩy nữa. Đấy là cận gờ đấy, kiểu chẳng qua là mình dò đấy quả muộn, chậm dần các thứ này hưởng thôi chứ còn. Cái này vẫn ngon nhá, ngon lắm. Đây là bãi quả đầu tiên dành cho 98, bắt đầu khai thác. Xin chào anh Phong Trần nhá, hello anh. Đó xem phòng trần nhá. Có 7 hero gần cánh rừng rồi. Chỗ này sẽ là một chiếc bé nhân đôi à, có chết dân đến từ game thủ U98 này. Almost.
Dine Zumanda. Alamas. Somas. Calare? Okama. Alamas. Omas. Alamas. Rogan? Your Alamas. Rồi bọn đang đi dò thôi, đây là tình huống đi dò đường sang. Thì chắc là nhà đối phương mặt góc 6 giờ rồi. Đường sang ở chỗ kia rồi anh em ạ. Nhà đối phương mặt góc 6 giờ nên cá sấu cắn rất nào đây. Phải không kìa? À, nhà đối phương đây rồi này. Móng nhà thì đó ở đây. Để kiếm thủ Xuân Thứ chắc là móng này tầm này BB thôi anh em ạ. Tầm này chắc chỉ BB thôi. 22 dân dành cho kiếm thủ Xuân Thứ với có là ACDN. Có nha anh em, tối nay chim sẻ đang có kèo nhá. 19 giờ tối nay chim sẻ nắng với vô địch hầu. Và sau đó thì kèo chim sẻ nắng with Juliet. Bắt đầu với Tiễn Như Vũ và một người nữa. Nhưng mà cũng con gái nhá. Đôi nam nữ đấy. Đôi nam nữ đánh nhau. Ok, đây là 29/48 anh em nhá. Đang có định công vào cái hốc này của game thủ Xuân Thứ thôi. Phá BB đối phương đi. Cứ quẩy thôi, một con quẩy nó ném nhà cũng rất là nhanh. Bắt đầu thì có thêm một vài cái đốc nữa đến từ game thủ 98. Nhưng mà là thủ tròi à. Nó bắn bình thường thôi, quẩy có chiêu mà. Nhưng mà mình ném tròi nhanh lắm. Quẩy nó phá tròi rất là nhanh. Quẩy ném tròi phát lại thôi rồi luôn đấy. Tròi rất là nhanh luôn. Rồi đã có vài con thuyền chiến không đi vòng được nhá, lên 3 rồi, đến từ game thủ Xuân Thứ. Rồi chúng ta sẽ ra thuyền thôi, à, cũng sẽ cơ cấu hơn nhảy 3 thôi anh em ạ, phải nhảy 3, phía kia đối phương đã lên 13. Trong này chắc là có ruộng, bánh xe có luôn này, bo đường sang vào không nhỉ? Có cần bo đường sang lại hay không? Để bo thì họ hiệu quân đang là rất mệt. Thì một ít thuyền cá đến từ game thủ U98. Nâng cấp móng thành cũng là bò lại. Đang công mặt này thôi. Cùng đối phương đang đứng trước phía trong rồi đánh cung L mình không sợ đâu. Con quẩy nó cũng ngán cung L đâu. Nghe kìa đấy. Đã có cung L bên trong rồi, nâng cái chiêng đồng không? Giờ này chưa có chiêng đồng anh em ạ, lên 3 mới có đúng không? Giờ lên 3 mới có chiêng đồng nhưng mà cứ phá rồi. Lượng quẩy không nhiều, ném cái tròi chắc đấy được. Ném cái tròi đi. Ném tròi nhanh lắm. Nâng vừa sóc quân rồi, vừa sóc dân rồi anh em ạ. Sóc cả thuyền nữa, tục tăng đốc. Đấy, nổ luôn đấy không? Ném tròi rất là nhanh. Cứ ném dân thôi, kia đối phương cũng mất nhiều dân anh em ạ. Để lên được 3 thì họ cần nhiều tài nguyên mà sẽ họ sẽ không dân ngay rồi anh em ạ. Bây giờ lên 3 chắc là họ mới sóc lại dân thôi. Nổ. Vẫn đang sửa. Tạm thời chưa vào được. Rồi đúng rồi, mà 9 giờ kín rồi. Có 2 lớp vào. Thì lên nâng cái bóng thành các thứ lên nữa. Đứng cái thuyền chiến đấy nữa thì bố nào sang được. Thuyền nó cũng ngán con cung L đâu. Đam đam 5 rồi hơn cung L. Máu cũng nhiều hơn. 3 lớp luôn, 98 nha, nó cắt. Ơ nhưng nó đi cái chỗ kia đi qua là sao? Cái này đi qua không nhỉ? Cái bãi bồi này. Bo này chắc là kín hơn đúng không? Bãi bồi đi qua đâu không nhỉ? Đây này. Chỗ kia đang bo thành cái đi, của thử quá nào. Đấy, thấy không? Dốc à? Nhưng nó cũng có gì nhỉ? Bo bên trong này, bo bên hẳn trong này, đấy. Bãi bồi đi qua được ấy. Kẻ không thành mà. Cày thật cái bãi bồi đi qua được anh em nhá. Nhiều khi ông để ý nó chạy qua đấy. Này 3 dân thôi, thằng này vẫn đang đè nó 98 thôi. Cá rất nhiều. Chúng ta sẽ có tài nguyên đủ để lên đời 3 ngay sau đây. Đấy, đứng canh mặt này. Phải giải xem là bên kia có xây đốc để chở quân sang không nhá. Này chắc họ chỉ có cửa để chở quân sang thôi. Đấy, 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 đấy. Bắn luôn. Bo vào. Mặt trên kín chưa? Con trở sang khá khó chịu nhưng mà sơ sẩy thôi là bị họ trở sang ngay.
đã đủ tài nguyên rồi, đóng nhà điều kiện các thứ rồi, ở trong đâu chạy. Quay rồi anh em ạ. Kia bài nhảy ba bò nhà rất là dễ bò nhá. Cái này không bị thả sang là ngon đấy. Không bị thả sang là mình chuẩn bị lên ba nơi rồi, kích ba nơi rồi. Đi thả một tơn sang hơi thốn. Tỷ số là 2-2. Đang đến với trận đấu tiếp theo anh em nhá, trận thi đấu thứ 5 thôi. Cái này nói chung là chết dân nữa. Yes. Start the game already. Ở đây là Zoman. Dành cho game thủ U98 tiếp tục cầm Zoman. IA. Đây là Zoman IA Mato anh em nhá. Đối đầu với nhau, cân. Zoman IA Mato. Xuân Thứ không livestream nha anh ơi, anh Lương Văn Tài ơi. Đầu tiên là đá về thôi. Và nó báo về tiếp tục lại bị chậm dân đến từ game thủ U98. Ui rồi. Chậm 6 dân ạ, vãi cả nhà ấy ạ. Số là 23 nhưng mà nếu trận đấu tiếp theo em nhá. Nó nhiều quả nó dị thật đấy. Nhiều những bãi quả rất là dị luôn. Chậm 6 dân. Babylon dành cho U98 này. Nên phía bên kia cầm quân gì nào? Baby và Xiang đối đầu với nhau em nhá. Kéo Baby Xiang. Hiệu đầu mình về với nhà chính thôi em nhá. Đấy quả phụ rồi này, quả đầu rồi này. Đầu trận này đẹp rồi, ok rồi. Rồi.
Donna E. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Oklahoma. 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 Chào anh Tiến Nguyễn nha, đây rồi, và đã thấy đường sang rồi anh em ạ. Ok đấy. Có đường sang rồi nha. Đối phương 19, ra là 20. Cái kèo baby, baby gì nhỉ? Quên đấy, chưa chỉnh lại đầu soi thang rồi, chưa chỉnh lại quân baby xem nhá. Thì số hiện tại đang là 23. Đây, chỗ này là do này là đánh nó kiểu tình tiết hơi nhanh rồi. Đánh nhau nhanh quá. Phải có gì đó lâu lâu một tí cơ, đã có gì bổ gì chuyển sang, đến từ game xuất thứ. Khá là sớm ở trong trận đấu này dành cho rapper. Là xe nó khác, đây là đội quân có lợi thế ép đời sớm, lên đời sớm. Quẩy đứng dốc ném xuống này, khi mà đứng dốc ném xuống sẽ được cộng thêm đam. Tạm thời pha này thì Xuân Thứ là người đang phải rút lui. Đấy, bắt đầu có tình huống mà dí đi công ngược. Nếu đối phương có xây bên nhà chúng ta hay không hay là xây tại nhà xong vác sang. Đấy, chỉ còn đối phương đứng quân nhá, thì bây giờ xây tại nhà xong nó vác sang thôi. Đủ lại một chút. Bắt đầu cắt dân rồi để ăn đá đến từ game thủ U98, ăn đá đá cả gỗ luôn. Công sang nó mất thời gian đấy. Em chờ chút nha, nghe điện thoại phát nhé mọi người nhé. Chắc là có đơn hàng thì nó ship rồi. Đấy, có vài con thuyền chiến nó đứng bắn dần đối phương. À, 98 thì có thuyền chiến mà phía kia cũng thấy Xuân Thứ có một vài con thuyền chiến rồi. Là hiện tại đang có số là 37 chiến 52. Đến tầm này đối với xe thì thang này thì vẫn ok đấy nhá.
24 năm trước còn đánh cái này à? Đúng rồi. Ngày đầu mới ra đánh này thôi. Thì nó mới ra mà. Thì em đánh chỉ đánh này thôi. Số 24 là trận tiếp theo. Chung kết sớm dành cho 98 trong nội dung mã Medit này anh em nhé. Yes, start the game already. Ok, đây là Egypt và Persian. Căng. Còn Persian này nó đi qua lên đòi đột biến thế này. Egypt giành cho 98 và Persian đến từ game thủ Xuân Thứ anh em nhá. Đây là trận đấu chung kết sớm của 98. Hiệu đầu tiên của 98 là anh đưa về trận này thì nó chút là quả kết hiệu ấy nó ok thôi, nhưng mà trong phía kia là Persian chết dần nữa rồi, càng thế nhở. Còn chết dần sớm sớm này thôi là quái lắm, gặp con pơ nó hết được sớm nữa. Đang chủ động cắt một dân đi dò rồi để kiểm tra xem là đảo là cái mark này là đường sang như thế nào, một đường sang hay là hai đường sang. Thứ là nay không like nhanh rồi. Bữa nay có kèo chim sẻ đánh đầu với game thủ vô địch hầu nhá. Ở lúc 19 giờ đó thì chim sẻ Juliet đầu với Tiễn Như Vũ và một game thủ nữa, chắc là cũng là nữ. Đầu đánh xem trạng 4 anh em nhá. Solo xem trạng 4 và 2 với ai xem trạng 4. Đấy, bắt đầu 19 giờ tối nay. Chết dần lia lia ở sang bạn bị phang đập các kiểu nữa thì nó chán chứ thôi. Nhà khoai khoai đấy anh em ạ, khê khê đấy. Almost.
đây là 19 nha, VM này. Phương có những con chú ý đông đẩy này rồi. Đó, Hàn Hậu có quẩy đá đến từ game thủ U98. Con lai 98 hiện tại đang có số là 19/24. À, có cả dìu bổ luôn rồi anh em ạ. Con này nó bổ đầu đấy. Con này nó bổ cũng ra gì này nọ phết đấy. Nhưng mà khi mà tụ được quẩy đá vào thì chuyện nó sẽ khác nha. Được quẩy đông mà đứng dốc nhất và hit and run các thứ. Con dìu bổ này nó có cái khả năng di chuyển rất là nhanh, tốc độ áp sát nhanh. Được tầm đánh của nó thì không bằng những con quẩy mà không thể áp sát được. Rồi, đóng thêm đốc ra để ăn thêm cá, chưa đóng thêm BS để cá ra những bãi cá ở sát mép bản đồ này, sát mép biển nha. À, sang nhà của game thủ Xuân Thứ thôi. À, quay, nhiều đối phương cũng định xuống các thứ giảm lại để mạnh. Tỷ số là 2-5 chung cuộc trong nội dung mác biển em nhé, mác medit nhé. Như vậy là hòa trong buổi chiều ngày hôm nay, mỗi bên có được một chiến thắng. Cái đó chúng ta khép lại ở đây, hẹn anh em trong những buổi livestream tiếp theo nhé.